8. Phẩm phước tụ. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào muốn thường được thấy sắc thân, pháp thân của tất cả Như Lai, ứng chánh, đẳng giác ở 10 phương vô lượng vô số thế giới, thì nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm thâm, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, điều truyền rộng rãi, là các thiện nam, thiện nữ vân vân này đã thường được thấy sắc thân, pháp thân của tất cả Như Lai, ứng chánh, đẳng giác ở 10 phương, lần lần tu hành, mau chóng viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm thâm. Khi ấy phải nên đem pháp tánh tu tập này quán niệm Phật. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp tánh tóm lược có hai loại, một là hữu vi, hai là vô vi. Sao gọi là pháp tánh hữu vi? Đó là trí pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, trí bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, trí pháp thiện, pháp bất thiện, trí pháp hữu ký, pháp vô ký, trí pháp hữu lậu, pháp vô lậu, trí pháp hữu vi, pháp vô vi, trí pháp có tội, pháp không tội, trí pháp thế gian, pháp xuất thế gian, trí pháp tạp nhiễm, pháp thanh tịnh. Các môn trí vô lượng như thế đều gọi là pháp tánh hữu vi. Tại sao gọi là pháp tánh vô vi? Đó là tất cả pháp không sanh không diệt, không trụ không khác, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, vô tướng vô vi, không tánh tự tánh, như vậy gọi là pháp tánh vô vi. Các thiện nam, thiện nữ vân vân này nên dùng hai loại pháp tánh như thế đối với chư Như Lai, ứng chánh, đẳng giác mà tùy tu niệm Phật. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Kiểu Thi Ca, chư Phật ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đã chứng, sẽ chứng, hiện chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thành văn đệ tử chư Phật ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đã chứng, sẽ chứng, hiện chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Độc giác ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đã chứng, sẽ chứng, hiện chứng độc giác bồ đề. Vì sao? Kiểu Thi Ca: Vì trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho đến pháp tương ưng với ba thừa như đã nói đây, đều dùng vô sở đắc làm phương tiện, dùng vô tánh vô tướng làm phương tiện, dùng vô sanh vô diệt làm phương tiện, dùng vô nhiễm vô tịnh làm phương tiện, dùng vô tạo vô tác làm phương tiện, dùng không nhập không xuất làm phương tiện, dùng không tăng không giảm làm phương tiện, dùng không thủ không xả làm phương tiện. Nói như thế đều y vào thế tục, không y vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải là phi Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải giữa dòng, chẳng phải đất liền, chẳng phải nước, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng bình đẳng, chẳng bất bình đẳng, chẳng hữu tướng, chẳng vô tướng, chẳng thế gian, chẳng xuất thế gian, chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu, chẳng hữu vi, chẳng vô vi, chẳng thiện, chẳng bất thiện, chẳng hữu ký, chẳng vô ký, chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại. Kiểu Thi Ca: Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không cùng với pháp chư Phật, không cùng với pháp Bồ Tát, không cùng với pháp độc giác, không cùng với pháp thanh văn, cũng không đìa bỏ các pháp phàm phu. Khi ấy Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là Đại Ba La Mật Đa, là Vô Thượng Ba La Mật Đa, là Vô Đẳng Đẳng Ba La Mật Đa. Khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tùy biết cảnh giới sai biệt tâm hành của tất cả hữu tình, nhưng không đắc ngã, không đắc hữu tình, cho đến không đắc người biết người thấy, cũng không đắc sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không đắc lục xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng lại không đắc Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến không đắc 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Vì sao? Vì chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với tất cả pháp dựa vào có sở đắc mà xuất hiện. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm hoàn toàn không tự tánh, cũng bất khả đắc, có thể được sở đắc, và hai chỗ y cứ là tánh tướng đều không bất khả đắc. Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Kiểu Thi Ca: Các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm lâu dài, bồ đề và tát đọa, còn không chứng đắc, huống chi là chứng đắc đại Bồ Tát. Đã không chứng đắc đại Bồ Tát thì lấy đâu đắc pháp đại Bồ Tát? Pháp đại Bồ Tát còn không chứng đắc, huống chi là chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát chỉ nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, hay cũng nên tu 5 Ba La Mật Đa? Phật bảo: Các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện tu đủ 6 pháp Ba La Mật Đa. Khi tu bố thí thì không thấy có vật cho, không thấy người cho và không thấy người nhận. Khi tu tịnh giới, không thấy giới để tịnh, không thấy người trì giới, không thấy người phạm giới. Khi tu an nhẫn thì không thấy được an nhẫn, không thấy người an nhẫn, không thấy người sân giận. Khi tu tinh tấn, không thấy sự tinh tấn, không thấy người tinh tấn, không thấy người giải đãi, không thấy việc làm phải nên tinh tấn, không thấy thân hoặc tâm có thể làm. Khi tu tịnh lự, không thấy tịnh lự, không thấy người tịnh lự, không thấy người tán loạn. Khi tu bát nhã, không thấy bát nhã, không thấy người trí tuệ vi diệu hoàn hảo, không thấy người nhiều ác tuệ, không thấy sự quan sát sai biệt về tánh tướng các pháp của bát nhã. Lại nữa, kiểu thi ca Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm của các Đại Bồ Tát là ánh sáng, là bậc hướng dẫn để tu tập tất cả Ba La Mật Đa không chỗ chấp trước, khiến mau chóng được viên mãn. Lại nữa, kiểu thi ca các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp dùng vô sở đắc làm phương tiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là ánh sáng, là bậc hướng dẫn, tùy quan sát các pháp mà không chỗ chấp trước, khiến cho sự tu tập mau chóng được viên mãn. Nghĩa là dùng vô sở đắc làm phương tiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm làm ánh sáng, làm bậc hướng dẫn, tùy quán các quẩn, các xứ, các giới cho đến trí nhất thiết tướng mà không chấp trước. Do nhân duyên này khiến cho sự tu tập mau được viên mãn. Kiểu thi ca cũng như thân, nhánh, lá, quả, hạt, cọng, hoa của các cây ở châu Thiệm Bộ, tùy các hình sắc không đồng mà bóng mát của chúng hoàn toàn không sai biệt, là chỗ quay về của các công đức lớn. 5 Ba La Mật Đa trước cũng vậy, tùy mỗi loại có khác, nhưng do sự nhiếp thọ của Bát Nhã Ba La Mật Đa hồi hướng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, các tướng sai biệt hoàn toàn bất khả đắc, là chỗ nương tựa cho các công đức lớn. Lúc đó trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thành tựu công đức thù thắng rộng lớn, thành tựu tất cả công đức thù thắng, thành tựu viên mãn công đức thù thắng, thành tựu vô lượng công đức thù thắng, thành tựu vô số công đức thù thắng, thành tựu vô biên công đức thù thắng, thành tựu vô đẳng công đức thù thắng, thành tựu vô tận công đức thù thắng. Nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào viết chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy, dùng các vật báu để trang nghiêm thọ trì, đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, y như kinh đã nói, suy nghĩ đúng lý, hoặc có thiện nam thiện nữ vân vân cũng viết chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy, còn dạy cho người khác thọ trì và lưu truyền cùng khắp, trong hai phước này phước nào nhiều hơn? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Ta hỏi lại ông, nên trả lời theo ý ông. Nếu có các thiện nam thiện nữ vân vân nào thỉnh được xá lợi Phật của người khác, đựng vào trong hòm báu để chỗ cao hơn, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Cũng có các thiện nam thiện nữ vân vân khác thỉnh xá lợi Phật rồi phân phát cho người khác, chừng bằng hạt cải. Những người kia cung kính lãnh thọ và đặt chỗ an ổn đúng như pháp, lại dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Ý ông nghĩ sao, hai phước đức này phước nào thù thắng hơn? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật dạy, hai phước đức đó